cùng từ những năm đầu năm 1975 được sự hậu thuẫn chỉ đạo của các thế lực thù địch chế độ dân chủ quân đội nhân dân đi tổ chức lực lượng vũ trang hiện nay xâm lấn biên giới đại đạo tàn sát giả mạo nhân dân ta ở dọc biên giới phía tây nam của tổ quốc được hành động leo thang chiến tranh xâm lược của kẻ thù thực hiện về hoạt động trong 2 năm qua bắt chấp hành
Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí
Thank you.
hết cái. Mấy lần trước rồi không mặc anh không có đây hả? Thank you.
gặp lại anh Quang ở đây nhé. Thank you.
Trắng ơi.